Vâng. Dạ tôi là Rê Mê Đà ghê. Dạ. Ba cầm đi. Hiệp xin chào quý chị các bạn. Hôm nay vợ chồng tụi này đi ra phố, đi làm về xong rồi đi ra phố để mà tổ chức sinh nhật cho đứa con gái. Trong lúc chờ đợi cô bé, đứa con gái Nghiệp, cháu đi làm ra. Năm nay là cháu học năm thứ năm, cái năm cuối của cháu. Cháu đi vừa học rồi đi làm với chị. Con chờ đợi cháu ra thì hai vợ chồng ngồi uống cà phê. Thầy thấy rằng là thủ đô Oslo thật ra thì trong những năm trở lại đây thì về cái mặt ẩm thực cũng như là cách bài trí như là những cái tiệm cà phê đồ bánh nó mọc lên nhan nhãn đầy, thành ra mình đi cái đêm khúc là có một tiệm bánh, một tiệm cà phê mà cái cách bài trí của họ rất là nhìn nó rất là, nó không phải là nhìn nó sang trọng nhưng mà nhìn nó hơi cổ cổ, nó họ tạo cho cái không gian uống cà phê nhìn nó giống như là lạc vào trong một cái nhà gỗ gỗ mà nó cổ cổ cách đây cả thập niên 50-60 rồi, cái gì nhìn nó hay lắm. Học sợ cho các bạn xem cái tiệm cà phê này vừa là cái tiệm bánh, mọi người đi đường có thể là đồ ăn food to go, ăn một cái mì hay ăn một cái bánh mì kẹp, bánh mì thịt hay là cái gì đó. Đây là cái tiệm nữa tên là Bắc Cung Ve, Bắc Cung Ve có thể là Bắc Cung Ve, chị xem nè. Làm cổ cổ rồi cái bắt thì tôi là gạch rẻ nữa, gạch hơi cổ cổ rồi bàn ghế thì bằng gỗ, tôi nghĩ cái này của anh đó. Mà nói chung thì cái không gian này rộng rãi và thoáng mát lắm, nó nằm ngay chỗ cái ngã tư, nó tạo cho cái người khách đi đường đi ngang qua ghé mua làm ly cà phê đi liền. Ok, về đứa con gái thì mới nhắn tin là cháu đã tới điểm hẹn rồi, bây giờ hai vợ chồng đi ra đón cháu, và từ đây thì lát nữa sẽ đón xe buýt đi tới chỗ đó khoảng là chừng 10 phút, đón xe buýt đi tới cái chỗ Vulcan Mathan, trung tâm ẩm thực. Hôm nay trời gió quá các anh chị. Nhưng mà trời gió, nhưng mà có cái là mặc dù Oslo đang chuẩn bị bước vào mùa thu đó, nhưng mà trời nó hầm lắm, nó không có nắng nhưng mà trời nó hầm quý vị, nó hầm lắm. Hôm nay đi làm lái xe mà ngồi trong xe mà phải nói là mở máy lạnh tối đa luôn đó. Yeah. Yeah. Hai mẹ con nhắn tin với nhau. Quý vị thấy phố phường Oslo vào buổi chiều tan tầm chưa? Giờ này là cũng 4 giờ mấy rồi hả? 5 giờ rồi. Mau quá, mọi Hiệp ra đây trước nửa tiếng hết chứ, và xã ra sau. Hôm nay tổ chức sinh nhật cho đứa con gái mà không có cậu con trai, quý chị cũng hơi buồn. Tại vì cậu ta đang ở trong quân đội, có nhắn tin nói rằng Nhân ơi, vậy thôi hôm nay chị có ba má tổ chức sinh nhật cho chị Thi ở nhà hàng Chi Kỷ. Thì có nói với cậu ta để mà cho cậu ta bớt buồn là nó là lần sau mà Nhân đi về phép á, thì ba má sẽ mời chị Thi với Nhân đi ra ngoài tổ chức cho chị Thi làm một lần nữa, tại để có mặt Nhân á.
Nhân thì đi đến cũng lây hoay cũng gần 7 tháng rồi quý chị mau á. Chỉ còn có đi một năm quý chị. Mau á. Mau thì bao nhiêu tháng đâu? Còn khoảng 5 tháng nữa thôi. Thật ra thì cái trung tâm ẩm thực, cái nơi khu vực mà tụi này đang tới là Vulcan Mắt Hàng lên đó, thì cho tới giờ này tại sao thì mới đi quý chị. Thật ra biết nó nhiều, biết nó lâu rồi, nhưng mà mình phải có một cơ hội gì mình mới đi ngang qua đó, chẳng hạn như là khách tới thăm rồi, hay là ở đâu xa tới mình vẫn đi ra ngoài đi nhà hàng. Thì chứ còn ngoài ra thì thường tụi này thường đi mấy cái trung tâm gần nhà thôi à, ít cũng lười ra phố lắm. Hôm nay đi cũng thấy thú vị. À, bên kia là cái trạm xe buýt bên đó kìa, nó đi nhiều tuyến đường lắm. À, đây là khu vực Uthu City nè quý chị nè. Đây là một trong những cái trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm lớn mà được đánh giá là một trong những cái trung tâm mà cái ôm xét ninh á, là có nghĩa rằng cái mức thu nhập của cái trung tâm này á, là trong những cái năm trước năm đại dịch đó là được gọi là trong những trung tâm mà cái mức thu nhập nó cao nhất nước á quý vị. Ngoài ra có những cái trung tâm lớn hơn nữa, người ta tính có những cái trung tâm nào mà cái sức mua sắm nó lớn á, cái gì, tại vì cái trung tâm thì thật ra nó không có lớn nhất thì không phải là lớn nhất đâu, nhưng mà nó được có cái lợi điểm là nó nằm tại giữa thủ đô Oslo, và nó nằm ngay chỗ cái giao điểm mà nằm gần ngay trạm xe lửa chính nè, rồi nơi đây là cái nơi mà một cái trung tâm mà khách đi lại nhiều đó, thành ra người ta mua sắm cũng nhiều. Thành ra đây quý vị nè, phía bên trái của Hiệp á là nhà ga thành phố, còn trước mặt Hiệp á là đó là cái nơi mà tập trung, đây là cái vừa là cái trạm xe buýt, nó đi nhiều tuyến đường trong phố lắm. Đây là cái chị đi con. Gratulerer med dagen. Tack. Back on it. Rồi. Em đi. Em kia. Em gratulerer med dagen. Bây giờ phải đi ngược trở tới cái trạm xe bus khác. Đó, trước mặt quý chị là cái trung tâm thương mại Hiệp mới nói đó, Oslo City á. Một trong những trung tâm thương mại mua sắm lớn nhất nằm giữa thủ đô này. Từ lúc Hiệp mới qua định cư nơi là cái trung tâm này nó đã có rồi. Hiệp định cư tại nơi từ năm 1989 quý chị, là lúc đó cái trung tâm siêu thị này đã có rồi. Ôi. Bây giờ tổ chức sinh nhật cho cô gái Hiệp năm nay thấm thoát, thế mà bây giờ này là 23 tuổi rồi. Ok, hay. Để cho hai mẹ con ngồi phía ghế sau thì chạy lên cái ghế đầu tiên gần bắt tài để quay phim cho các chị xem cái đoạn đường từ đây cho tới cái nhà hàng kia kìa. Phố Oslo vừa tan tầm đây chiều.
Và bây giờ các bạn cũng có thể đi vào tìm chi tiết nha.